Manchester United hủy hợp đồng với hãng hàng không của Nga. Đội tuyển bóng đá Nga thi đấu mà không được sử dụng quốc kỳ, quốc ca. Giải đua công thức 1 bị loại bỏ khỏi nước Nga. Nga bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League. Doanh nhân người Nga Abramovich buộc phải nhường quyền kiểm soát câu lạc bộ Chelsea. Với những gì đang xảy ra tại Ukraine, Nga đã bị chỉ trích dữ dội. Thể thao nước Nga cũng không phải là ngoại lệ. Giới huấn luyện viên, vận động viên và những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thể thao của Nga cũng chịu sự phân biệt đối xử. Chúng ta hãy cùng điểm qua những gì đang xảy ra với họ nhé. 1. Manchester United hủy hợp đồng với hãng hàng không Aeroflot. Sau khi chính phủ Nga đưa quân sang Ukraine, ngay lập tức câu lạc bộ Manchester United đã phản đối bằng việc quyết định hủy bỏ hợp đồng tài trợ trị giá 40 triệu bảng với hãng hàng không của Nga Aeroflot. Người phát ngôn của Manchester United cho biết, vì một thế giới bình yên cũng như hướng tình cảm về người hâm mộ ở Ukraine, chúng tôi đã rút lại quyền tài trợ với Aeroflot. Câu lạc bộ chia sẻ mối quan tâm của người hâm mộ trên toàn thế giới và gửi sự cảm thông của chúng tôi đến với người bị ảnh hưởng. Trước đó, giữa Manchester United và Aeroflot đã có một thỏa thuận thương mại lâu dài kể từ năm 2013. Hai bên cũng đã gia hạn hợp đồng vào năm 2017 với mức chi phí 40 triệu bảng và sẽ hết hạn vào năm 2023. Đội tuyển quốc gia thi đấu mà không được sử dụng quốc kỳ, quốc ca. Bất chấp những phản đối từ người hâm mộ bóng đá thế giới khi cho rằng đội tuyển Nga nên bị loại khỏi các giải đấu lớn của thế giới, FIFA vẫn quyết định cho họ thi đấu trận playoff để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới diễn ra tại Qatar. Tuy nhiên, FIFA sẽ chỉ cho phép người Nga thi đấu trận playoff tại địa điểm trung lập, đội mang tên Liên đoàn bóng đá Nga thay vì là đội tuyển bóng đá Nga, và xuyên suốt những trận đấu phải ra sân với việc không hát quốc ca. Ngày 27 tháng 2, Cộng hòa Séc cùng với Ba Lan và Thụy Điển từ chối thi đấu các trận playoff World Cup với Nga vào tháng 3 ở Moscow. Các cầu thủ như Lewandowski, Szczesny cũng đã có những bài đăng trên mạng xã hội thể hiện thái độ phản đối việc Nga đưa quân sang Ukraine. Giải đua công thức 1 bị loại khỏi nước Nga. Giải Grand Prix ở Nga đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 với đường đua được thiết kế quanh công viên Olympic Sochi, nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông 2014. Tuy nhiên, sau cuộc họp khẩn giữa giám đốc điều hành cuộc đua công thức 1 Stefano Domenicali và những người liên quan, Liên đoàn đua ô tô quốc tế FIA cùng lãnh đạo các đội đua đã đưa ra quyết định loại lộ trình tại Nga khỏi hệ thống thi đấu. Tay đua hàng đầu Sebastian Vettel cho biết anh sẽ tẩy chay Sochi Grand Prix. Hiện tại FIA vẫn chưa công bố địa điểm thay thế, tuy nhiên thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ nổi lên như một ứng cử viên sáng giá để lấp đầy chỗ trống. Bị tước quyền đăng cai trận chung kết Champions League. Sau nhiều sức ép từ các cổ động viên cũng như nhiều liên đoàn đá khác như Anh, Ba Lan, cuối cùng vào ngày 25 tháng 2, UEFA đã có cuộc họp khẩn và đưa ra quyết định tước quyền đăng cai trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2021-2022 của sân vận động Gazprom Arena. Ngoài ra, UEFA cũng xác nhận sân vận động Stade de France, sân nhà của đội tuyển Pháp, sẽ trở thành nơi diễn ra trận đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày 28 tháng 5. Abramovich trao quyền kiểm soát Chelsea sau gần 20 năm. Tiếp quản Chelsea từ năm 2003, từ đó doanh nhân Abramovich đã giúp cho câu lạc bộ này trở thành một ông lớn không chỉ ở sân chơi nước Anh mà còn tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, với những căng thẳng gần đây, Abramovich liên tục đối mặt với nguy cơ bị cấm tham gia vào các hoạt động của câu lạc bộ. Để tránh rủi ro, Abramovich đã trao quyền kiểm soát câu lạc bộ cho quỹ từ thiện Chelsea. Trong suốt gần 20 năm sở hữu Chelsea, tôi luôn xem vai trò của mình như một người giám sát câu lạc bộ. Tôi luôn làm những việc để đảm bảo rằng câu lạc bộ sẽ thành công như ngày hôm nay, cũng như xây dựng những nền tảng trong tương lai. Đồng thời, câu lạc bộ cũng muốn đóng một vai trò tích cực cho cộng đồng. Tôi luôn đưa ra các quyết định có lợi ích cao nhất cho câu lạc bộ. Tôi cam kết luôn gắn bó với câu lạc bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.